Xin chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Xin mời quý vị cùng thưởng thức clip mà chúng tôi đã tới tham quan và tham dự vào một cái lễ tân gia của một bác khách tại Bình Dương. Và trên màn hình quý vị nhìn thấy đây là căn biệt thự của nhà bác khách. Và chúng tôi đến với một cái tâm trạng rất là vui tươi, phấn khởi. Quý vị cũng nhìn thấy trên màn hình đó là căn biệt phủ với rất nhiều ánh sáng. Và đây là một cái tầng 1 mà tôi đã quay lại. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những cái đồ gỗ ở bên trong. Và với hàng trăm món đồ gỗ rất là tinh xảo, tinh tế được bày đặt ở khu vực tầng 1. Lên tới khu vực tầng 2, chúng ta nhìn thấy ở phía dưới có những cái cột rất là cao, rất là rộng để thể hiện cho cái sự hoành tráng và quy mô của căn biệt thự. Và lên đến tầng 2, quý vị cũng sẽ cảm nhận được một cái tác phẩm mà chúng tôi đã từng làm. Và bác khách này rất là cẩn thận, là năm 2020 bác đã đặt của chúng tôi hai tác phẩm, đó là Cá Chép Hóa Rồng và Phu Thê Viên Mãn. Thì ở trên tầng 2 này, bác khách đang trưng bày rất nhiều những cái đồ tiểu cảnh nhỏ cùng với tác phẩm Cá Chép Hóa Rồng. Và khi quý vị vào với tầng 2, quý vị sẽ nhìn thấy bức tranh Cá Chép Hóa Rồng của chúng tôi chế tác với rất nhiều tâm huyết cùng với những đường nét được bác rất là hài lòng. Khi quý vị đặt chân đến đây, chúng ta sẽ được thưởng thức hàng trăm món đồ gỗ với rất nhiều những chủ đề khác nhau: rồng, ngựa, phượng hoàng, những cái món đồ gỗ mà mang tính chất rất là quý hiếm và tượng trưng cho những điều tốt lành. Và lên tới tầng 3 chính là nơi trưng bày ba tác phẩm rất lớn của Tranh Gỗ Bùi Gia mang chủ đề về Quan Vân Trường. Và chúng ta nhìn thấy ở giữa đó là bức Tam Anh Chiến Lão Bố, bên trái là Hoa Đà Nạo Xương và bên phải là Hẻm Hoa Dung. Và để đi sâu vào chi tiết từng tác phẩm thì mỗi một tác phẩm chúng tôi đều đã có trao giấy chứng nhận và bảo hành tác phẩm, được treo ngay cạnh tác phẩm để cho mọi người cùng cảm nhận và biết được nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm. Và quý vị đang thưởng thức bức tranh Hoa Đà Nạo Xương mang cái điểm tích là hoa đà nạo xương để chữa vết thương cho Quan Vân Trường, và trong một cái bối cảnh Quan Vân Trường vẫn đang uống rượu đánh cờ cùng với một vị quân sư của mình, đó là Mã Lương, trong một cái bối cảnh của bức tranh rất là hoành tráng và uy nghiêm, đúng không ạ? Và bên tay phải là bức tranh Hẻm Hoa Dung, cũng có giấy chứng nhận tác phẩm và bảo hành tác phẩm. Và chúng ta cùng thưởng thức những đường nét của đội ngũ Tranh Gỗ Bùi Gia chế tác nên tác phẩm với gương mặt và sự thần thái của Quan Vân Trường cùng với bối cảnh đó là Tào Tháo quỳ gối và dâng kiếm. Và hai tác phẩm này đã được rất nhiều khách hàng, những vị thực khách khi tới đây tham quan và trong những buổi lễ tân gia đã rất là trầm trồ và đứng để thưởng thức tác phẩm này. Và đây chính là anh khách của chúng tôi, và xin trân trọng cảm ơn anh đã đặt niềm tin vào Tranh Gỗ Bùi Gia.